The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình The Jimmy Show. Xin mời quý vị cùng đến với chương trình tuần này với Jimmy. Jimmy hôm nay phải nói rất là hân hạnh khi được đến tư gia của một trong những ca nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước năm 75, và ông cũng là một trong những nhà sản xuất và phát hành băng nhạc từ trước 75 cho tới hải ngoại. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón ca nhạc sĩ Trường Hải. Con xin chào bác. Bác chào con. Dạ. Bác ơi, hỏi ngay là sức khỏe của bác hiện tại bây giờ ra sao ạ? Sức khỏe thì ok, nhưng mà có cái là cái chân yếu thôi. Dạ. Sức khỏe thì không có bệnh gì nhiều. Dạ. Phải nói rằng là cộng đồng Việt Nam của chúng ta đa số là ở dưới OC, là Orange County, là cái thủ phủ của văn nghệ. Mà bác ở tận ở San Bernardino lận. Thì sao bác ở xa như thế? Bác dọn về đây bao lâu chưa? Bác dọn về đây 5 năm rồi. Tại vì trên này thì tương đối nhà nó rẻ. Thành ra bác sắm cái nhà này, mua cái nhà này rẻ, rồi tiền đất cũng rẻ nữa. Bác hiện tại ở đây ở một mình hay ở với ai? Ở một mình. Thì cho nên quý vị nào mà ở nhà mà có muốn đến thăm nhạc sĩ Trường Hải thì quý vị cứ việc đến. Bởi vì ông rất là cần những cái tình thân của nghệ sĩ cũng như là những khán thính giả. Thưa bác, lùi lại thời gian ngày trước thì con được biết, như lúc nãy con nói, là bác là ca nhạc sĩ, rồi bác sản xuất phát hành băng nhạc nữa. Đúng rồi. Bây giờ mình đi vào cái đầu tiên là con được biết là bác là đi thi tuyển lựa ca sĩ, phải không? Đúng rồi. Bác nhớ là năm mấy không? Năm 60. À, hình như... À, con được biết là bác không phải là ở Sài Gòn, và bác từ ở Sóc Trăng bác lên Sài Gòn bác thi. Đúng, quê của bác đúng, ở Sóc Trăng. Yeah. À, từ đâu mà bác lại bỏ quê hương mà lên Sài Gòn đi vào một đường nhạc? Bác mê nhạc từ nhỏ. Thì trong lúc đó thì bạn bác là nhạc sĩ Thanh Sơn. Ồ, nhạc sĩ Thanh Sơn. Hai anh em dẫn nhau lên Sài Gòn. Hình như là nhạc sĩ Thanh Sơn cũng đi thi tuyển lựa ca sĩ luôn. Đúng. Cùng năm với bác không? Trước bác một năm. À, vậy thì là tỉnh Sóc Trăng rất là may mắn. Hai người con lên Sài Gòn thi văn nghệ được đạt giải hết. Yeah. Bác được giải gì trong cái... Giải nhì. Giải nhì của năm 60. Yeah. Bác thi bài gì mà bác được đạt giải nhì? Bác thi bài Gặp Nhau của Hoàng Thị Thơ. À, con hỏi cái này không biết có hơi khó không nha. Bác có thể còn nhớ câu nhạc nào trong bài Gặp Nhau không? Gặp nhau qua mối tình nghèo, manh áo thô sơ cùng... Bác quên rồi. Không sao, dạ, chỉ cần cái câu đó khán giả sẽ nhớ lại một cái bài hát rất là quen thuộc và rất là để lại dấu ấn trong lòng khán thính giả. Và khi mà bác được đạt cái giải nhì của cuộc thi tuyển lựa ca sĩ đó thì bác có ký độc quyền với băng nhạc hay là hãng đĩa nào hay không? Không có. Rồi, và khi mà bác được cái giải nhì đó thì ai là người đạt cái giải nhất trong cuộc thi năm 60 thưa bác? Đó là Vũ Thành An. Ồ, Vũ Thành An. Có phải là nhạc sĩ Vũ Thành An mà sáng tác không? Không phải. Không phải. Anh này là anh Không Quân. Anh mất rồi. Mất mấy năm nay. Chà. Vậy thì khi mà bác được đạt giải nhì trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ thì là bác ở Sài Gòn luôn. Yeah. Vậy thì cái tác phẩm nào là tác phẩm đầu tay của bác? Đầu tay là bản
Còn nhớ tôi không? Còn nhớ tôi không? Kính thưa quý vị, phải nói là hôm nay rất là may mắn khi mà Jimmy tới nhà nhạc sĩ Trường Hải và được ông trao cho một cái tờ nhạc gốc từ trước năm 75. Đó là bài Còn nhớ tôi không của nhạc sĩ Trường Hải. Đây là tác phẩm đầu tay của bác. Bác nhớ là cái bài hát này ai là người trình bày đầu tiên? Lúc đó là chắc thì chỉ có bác là bác sáng tác rồi bác tự hát luôn. À, khi mà lăng xê cái bài Còn nhớ tôi không này, khó khăn không bác với một tên tuổi mới như bác? Cũng dễ rồi, tại vì lúc đó là bác cũng có nói cho ngay thì cũng có chút tên tuổi. Bài bản này đây thì được nhà xuất bản Như Hồng mua ký độc quyền cho bài hát Còn nhớ tôi không. Bài hát này khi bác sáng tác từ câu chuyện thật của đời bác hay là từ câu chuyện của ai mà bác có nguồn cảm hứng mà sáng tác bài Còn nhớ tôi không? Lúc đó là bác cũng chuẩn bị đi lính thì hai anh em Thanh Sơn với bác thì cùng vô quân vận. Quân vận. Bác viết bài này để kỷ niệm với hai đứa. Hình như nhạc sĩ Thanh Sơn thì lại có cái bài 10 năm tái ngộ. Có phải là người bạn đó là bà bác không? 10 năm tái ngộ. Rồi bài Còn nhớ tôi không này là bác sáng tác trước khi bác vào trong quân vận. Đúng. Khi mà lần đầu tiên thâu thanh bài này đó là bác có thâu cho hãng dĩa nào bài Còn nhớ tôi không này không? Lúc đó bác không có hát hát gì á. Bác thâu bằng. Thâu bằng thôi. Cho hãng băng nào thưa bác? Bác làm băng. Bác làm băng luôn. Vậy là cái lúc bác sáng tác bài này, bác thâu băng là cho băng nhạc Trường Hải luôn. Và cái bài Còn nhớ tôi không này thì có thể giờ đây nhiều người cũng quên, nhưng mà có một sáng tác của bác nhiều người tới ngày hôm nay vẫn còn nhớ. Đó là bài Những chiều không có em. Bài hát đó là bác sáng tác sau bài này lâu không bác? Sau này cũng lâu ạ. Sau cũng lâu? Cũng hơn một năm. Là bác. Những chiều không có em thì Jimmy đang có cái tờ nhạc ở đây để khoe với khán thính giả. Đây là tờ nhạc trước 75. Và cũng xin thưa là nhạc sĩ Trường Hải rất là trân quý những cái tác phẩm này. Ông về tận Việt Nam, ông sưu tầm hết những cái tờ nhạc từ trước 75. Bài Những chiều không có em, hoàn cảnh nào mà bác sáng tác bài này? Lúc đó là cũng thất tình. Rồi viết ra bản nhạc này thì Hùng Cường là người hát đầu tiên. Những chiều dừng chân đây đường phố cũ ngồi nhớ tới dáng người em thương cùng bước dưới trời mưa lòng trao chuyện lòng những chiều không có bác. Lúc đó là bác còn đi học, lúc đó khoảng 57, bác học đại nhị ở trường Văn Lang, thì bác viết bài này thì bác in ra, tự in ra bán, thì bác in ra 3.000 thì hết. Thì sau đó là Duy Khánh á, mua bản quyền. Duy Khánh in cũng mấy lần, in lại mấy lần thì ra mỗi màu đó là 5.000 bài. Wow. Mà con nghe nói cái đây là một trong những cái bài gọi là top hit của bác cái thời trước 75 á. Đi đâu người ta cũng thâu mà đi đâu người ta cũng mua cái tờ nhạc này. Đây có phải là cái tờ nhạc gốc đầu tiên không bác? Đúng. Là khi bác mới phát hành ra. Là ca sĩ Duy Khánh có mua bản quyền cái bài này để mà phát hành.
Rồi ca sĩ Hùng Cường là người thâu đầu tiên. Đúng. Dạ. Hình như là bác cũng có thâu bài hát này. Có. Dạ. Thâu bằng bằng nhạc bác làm. Ừ. Vậy thì cái khi mà cái bài hát này ra đó thì cái công nghệ lăn xê nó cũng tương đối dễ giống như cái bài trước chứ đâu có khó khăn gì đâu bác ha. À, đúng rồi. Dạ. Và hình như con được biết á là trước năm 75 bác có một ban nhạc. Ừ, đúng hình rồi. Như có một cái đàn tan ca gì đó, hình như bác nãy bác nói con tên gì con quên tên ban nhạc. Ừ, ban nhạc Lê Di Tăng. Lê Di Tăng. Yeah. Thành viên gồm có ai chưa bác? Có Ngọc Sơn. Ngọc Sơn là nhạc sĩ 100% đó. À. Và Châu Long. Châu Long. Không biết là nhạc sĩ Châu Long bây giờ hiện tại đang ở đâu bác? À, Việt Nam. Vẫn còn hả bác? À. Ngọc Sơn cũng có ở Việt Nam. Dạ. Yeah. À, thưa bác là rất là may mắn là con có được cái Facebook của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Uh-huh. Thì con sẽ gửi những cái hình ảnh này đến nhạc sĩ Ngọc Sơn. Uh-huh. Và cũng mừng là cái ban nhạc đó của bác ba thành viên nhưng mà vẫn còn. Uh-huh. Là các bác hát tan ca hay là các bác đánh chơi nhạc cụ trong cái ban nhạc đó? Nhạc cụ. Ban nhạc cụ. Mà bác là ca sĩ của ban nhạc. Nhạc sĩ Ngọc Sơn có hát không? Không. À, nhạc sĩ Châu Lâm cũng không hát luôn? Không. Dạ. Thường hát ở phòng trà hay khi vũ trường nào bác? Từ hát đại nhạc hội. Và sau một vài phút thương mại đi, con sẽ hỏi thêm về những tác phẩm của bác. Xin quý vị rừng rời màn ảnh, Jimmy Thái Nhật cùng với nhạc sĩ Trường Hải sẽ trở lại với khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chương trình The Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ca nhạc sĩ Trường Hải. Chắc vị cũng xem cái phần trước, quý vị thấy ông đôi khi xúc động, ngập ngừng và nói chuyện có một cái gì đó rất là cảm xúc khi mà nhắc lại những kỷ niệm xưa. Thì thưa bác, sau cái bài mà Những Chiều Không Có Em đó thì con được thấy bác sáng tác những bài hát theo tiết điệu rất là vui, điệu twist. Chẳng hạn như nhiều bài mà người ta vẫn thường hay hát đó là bài Ai. Yeah. Rồi bài tình ca người đi biển. À, bài tình ca người đi biển này là bác sáng tác vào năm nào thưa bác? Hình như là 64. 64. Dạ. Yeah. Con hỏi cái này thôi, nó cũng hơi cá nhân chút xíu. Trường Hải đây là tên thật của bác hay là cái nghệ danh của bác? Tên thật. Tên thật. Là, bác là họ Tạ. Tạ Trường Hải. Tạ Trường Hải. À, có phải vì là cái tên Trường Hải đó mà bác lại sáng tác những bài hát cho bên Hải quân không? Không phải. À, vì đâu bác có cảm hứng bác sáng tác những cái bài tình ca người đi biển này? Là buổi chiều bác đi xuống bến Bạch Đằng, bác thấy có một cặp tình nhân lính Hải quân. Nhưng mà người yêu chia tay nhau lúc tàu rời bến, thấy cảnh rất là đẹp, lãng mạn, đã biết. Đang thấy bài này, mà công nhận không ngờ cái bài này được nhiều người yêu thích lắm. Yeah. Cô bác nhớ bài này ai là người thâu đầu tiên không? Thì chắc là bác. Bác luôn. À, nhưng mà sau này thì có cô Mai Lệ Huyền cũng rất là thành công. Dạ. Như lại chú Quốc Anh. Chú Quốc Anh. Yeah. Trước năm 75 thì ngoài cái ban nhạc đó thì bác còn lập ban nhạc nào nữa hay không? Lúc đó, sau đó là bác đi đánh nhạc cho phòng trà. Phòng trà nào bác? Trước hết là phòng trà Kim Sơn. Phòng trà Kim Sơn. Rồi sau đó là cái phòng trà Hòa Bình ở ngay Bồng Binh, Sài Gòn đó. Rồi sau đó đi làm hoạt động cho tự do. Phòng trà tự do. Dạ. Sau cùng là bác mở cái Đăng Sinh. Vườn Tao Đàn đó. Lấy tên là Macaban. À, Macaban. Yeah. Những ca sĩ nào thường hát cho cái Đăng Sinh của bác? Dô Linh.
Nhật, Nhật Thiên Lan. Nhật Thiên Lan. Mỹ Hòa. Mỹ Hòa. Cũng có nhiều người. Và có bác chơi đàn ở đó nữa. Bác có hát luôn. Và cái phòng, cái vũ trường đó làm được khoảng bao lâu bác? Hơn một năm. Hơn một năm thôi. Sao bác không làm thêm? Tại vì lúc đó là 75 rồi. Ồ, vậy là cái phòng trà đó là cận kề khoảng 74-75 đó ha? Đúng, đúng rồi, đúng. Rồi, thì khi mà bác trình bày những cái ca khúc này và bác thâu băng như vậy đó, thì cái thời đó ai là người hòa âm cho những cái băng nhạc của bác? Có ông Lê Văn Thiện. Có Duy Hải. À, nhạc sĩ Duy Hải. Tác giả Mưa Đêm Độc Hành. Rồi có bác, cũng hòa âm. Bác hòa âm luôn. Vậy thì là bác đã học hòa âm khi mà bác lên Sài Gòn rồi. Bác học với ai thưa bác? Cũng đó thì bác cũng học sách vở thôi. Ồ vậy á. Chứ không theo ông thầy nào hết? Không. Và bác sáng tác nhạc là cũng từ sách vở luôn. Cũng không theo người nhạc sĩ nào đỡ đầu. Vậy thì bác có hợp soạn với nhạc sĩ nào khác không để sáng tác những bài hát? Con thấy thường trước 75 á, thì các nhạc sĩ ưa hợp soạn chung với nhau, như là nhóm Lê Minh Bằng, là gồm có Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng, hay là nhạc sĩ Ngọc Sơn cũng hay sáng tác chung với nhạc sĩ Đài Phương Trang. Thì bác ngày trước có hợp soạn với ai không? Bác vậy thì cái thời trước 75 thì nhạc sĩ Ngọc Sơn có sáng tác chung với bác bài nào không? Dạ không. Và cái bên cạnh cái bài Tình Ca Người Đi Biển này thì cái bài Ai hình như là cũng viết cho Hải Quân phải không bác? Bản nhạc Ai là viết cho Hải Lục Không Quân. Hải Lục Không Quân luôn. Nhưng mà nhắc đến Hải Lục Không Quân thì lúc nãy bác nói là bác có trong quân vận. Đúng. Như thế hệ của con thì cũng chưa có biết rõ về quân vận là như thế nào. Thì con nhờ bác cho khán giả đã biết và cũng như thế hệ trẻ con biết là quân vận là cái đó là để làm về cái gì? Quân vận là cái ngành mà lái xe chuyên chở vũ khí với lại quân trang quân dụng với lại quân binh lính. Di chuyển đi từ người lái xe quân vận. Gọi là quân vận. Ngày trước cũng có là dân vận nữa. Dân vận là khác. Dân vận là khác nữa. Còn quân vận là để tải những cái vũ khí. Vậy thì trong cái thời gian đó bác phục vụ được bao nhiêu năm trong quân vận? 10 năm. 10 năm là từ năm 65 hả bác? Từ năm 60. 60. 60 tới 70 là bác giải ngũ rồi. Vậy bác phục vụ ở trong 10 năm. 10 năm. Thì trong thời gian 10 năm đó thì bác đã sáng tác những bài hát cho lính. Như Tình Ca Người Đi Biển. Như bài Ai. Còn ca khúc nào bác sáng tác cho lính nữa không? Còn Còn Nhớ Tôi Không. Như rồi Cớ Sao Em Buồn. Cớ Sao Em Buồn. Còn nhiều lắm. Bác không nhớ. Đó là những ca khúc của một trời kỷ niệm của Sài Gòn của chúng ta ngày trước. Một lát nữa con sẽ hỏi bác thêm về những cái cuốn băng nhạc cũng như là những cái tác phẩm của bác. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. Jimmy Thái Nhật cùng với nhạc sĩ Trường Hải sẽ trở lại với tất cả quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý vị bằng những bằng ảnh của chương trình The Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trường Hải. Bác ơi, như lúc nãy con có nói đó, bác còn là chủ một cái trung tâm băng nhạc trước năm 75, băng nhạc Trường Hải. Đúng. Vậy thì cái cuốn băng nào là cuốn băng đầu tiên bác thực hiện? Năm mấy thế bác? Bây giờ bác không nhớ năm. Nhưng mà trước 75 khoảng 74, 73
72, 73 đó ha. Dạ. Yeah. Dạ, là bác có cái trung tâm ban nhạc Trường Hải. Uh-huh. Dạ. Con thấy á, như là các nhạc sĩ hoặc là các trung tâm ban nhạc trước 75, họ đều có cái chủ đề cho cuốn băng. Chẳng hạn như là ban nhạc Thanh Thúy nè, ban nhạc Sơn Ca nè, ban nhạc Continental nè, đều có cái chủ đề. Riêng ban nhạc Trường Hải thì là ban nhạc không chủ đề. Tại sao lại đặt không chủ đề? Tại vì không chủ đề tức là mình làm tất cả những bản nhạc hay không có vô chủ đề thì nó dễ hơn, dễ làm hơn, thí không dù, bị gò bó không bị gò bó. Thí dụ mình chủ đề, thí dụ mùa thu thì ta chọn những bài nói về mùa thu này kia. Không chủ đề tức là bài nào mình thấy hay mình thâu. Con thì lại nghĩ là bác muốn làm cái gì đó khác lạ. Như nhạc sĩ Vũ Thành An thì những bài hát không tên, thì ban nhạc của bác là những ban nhạc không chủ đề. Những ca sĩ nào mà thường hợp tác với ban nhạc Trường Hải của bác? Bác cũng nói là Nhật Thiên Lan, Nhật Thiên Lan, Giao Linh, Giao Linh, Khánh Ly, Khánh Ly, Thanh Thúy. Yeah. Có hầu như là tất cả những ca sĩ đều đều hát cho chú. Dạ. Yeah. Có Phương Dung, của Phương Dung. Có. Dạ. Và những cái ban nhạc đó tới ngày hôm nay khán giả vẫn yêu mến. Và còn có một ca sĩ nữa, chắc không biết là bác còn nhớ không, là ca sĩ Bát Lâm. Bát Lâm. Dạ. Ông bây giờ ở đâu thưa bác? Chắc vượt biên mất rồi. Ồ, dạ. Tại vì sau này không nghe tên ông nữa. Đúng, đúng. Dạ. Hồi đó thì bác thâu băng trong phòng thâu của Bát Lâm. À, vậy là ban nhạc Trường Hải thâu ở phòng thâu của ca sĩ Bát Lâm. Đường nào bác nhớ không? Ở... nhớ là khúc của Đồng Khánh. Đồng Khánh, dạ. Yeah. Yeah. À, còn một ca sĩ lúc nãy bác có nhắc đầu tiên đó là ca sĩ Nhật Thiên Lan. Cô sau 75 cô có ở hải ngoại hay là ở Việt Nam thưa bác? Cô có ở Việt Nam nhưng mà sau này cô đi Mỹ. Yeah. Nhưng mà bây giờ cô không có hát nữa. Yeah. Vậy thì trong cái những cuốn băng nhạc Trường Hải đó thì bác nói là có nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Có bác là hòa âm cho những cuốn băng. Dạ. Còn ngoài ra còn ai nữa không? Còn có Duy Hải với anh Trổ guitar. Như này. Dạ. Nguyễn Văn Hóa. Dạ. Anh đơn keyboard. Dạ. Có nhiều người đó. Dạ. Con được biết là sau 75 đó thì bác kẹt lại ở trong nước. Đúng. Dạ. Thì không biết là với những cái tác phẩm mà bác đã viết ra rồi những cái băng nhạc đó thì bác có bị khó khăn gì sau 75 không? Không. Dạ. Thì tới năm mấy bác mới qua hải ngoại này? 79. 79. 80 mới tới Mỹ. 80 tới Mỹ. 79 là vượt biên. Trong lúc mà ở trại tị nạn thì bác có sáng tác bài nào không? Có. Dạ. Có nhiều. Dạ. Đơn cử như là bài nào thưa bác? Nhiều. Mưa trên đảo Area. Ồ, mưa trên đảo Area. Đó là cái nơi mà bác đã tạm dừng chân trước khi qua Hoa Kỳ này. Đúng, 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 đúng. Dạ. Và có phải là từ lúc mà bác vượt biên tới đảo, tới trại tị nạn thì bác sáng tác những cái khúc đấu tranh luôn không? Hay là sau này khi qua tới Mỹ bác mới sáng tác những đấu tranh? Thì sáng tác vượt biên thì cũng khi mà mình đi đó là mình đã chống không ưa chế độ mình đi thì có những bài như là Bên Bờ Long Mít, Sau Này Tới Đây đó, rồi Quê Hương Ơi, tạm biệt người, rồi mưa trên đảo Araya, rồi khi tới đây thì sau này mới khoảng 2005 thì bắt đầu chống cộng. Ra mới sáng tác những bài đấu tranh. Trong thời gian mà bác mới qua hải ngoại này, chị con có được biết là bác là một trong những người thành lập băng video cho người Việt mình đầu tiên ở đây. Đúng. À, băng nhạc nào là bác phát hành đầu tiên? Băng nhạc không, không. À, không. Tại vì lúc đó bác lăng xê cô Kim Ngân. Ồ, cô ca sĩ Kim Ngân. Ừ. Bác lăng xê cô Kim Ngân bản nhạc không. Thành ra bác lấy chủ đề là không luôn. Làm video được hai tập. Hai tập. Không một với không hai. Cô ca sĩ Kim Ngân thì chắc quý vị cũng nghe tin về cô.
Vậy thì cái lúc đó là cô Kim Ngân là bác đào tạo, là bác tìm kiếm ở đâu ra cổ mà cô bác cho lên cái video đó? Tại vì con đỡ đầu. Ồ, con đỡ đầu của bác. Tại vì bác thấy nó đẹp đó, thì bác lăn xe lên. Vậy là cuốn băng không là cuốn băng đầu tiên mà cổ xuất hiện trước khán giả À, nước ngoài. Con có may mắn là còn có giữ được cái video mở đầu của cuốn băng nhạc không mà bác phát hành trước đây. Thì bác nhớ là những ca sĩ nào đã hợp tác với bác trong cái cuốn băng đó? Có như là em với Phương Hà Vĩ Phương, này hình băng băng châu. Bằng Châu. Hình như con thấy có chị Thái Hiền rồi có Huyền Châu nhiều lắm. Hình như là cái không khí quay là trong cái vũ trường hay là phòng trà nào ở đâu phải không bác? Phòng trà với Santa, Santana. trà với quên tên Là thâu ngay phòng trà luôn. nữa. Hình như băng nhạc Trường Hải cuốn không số 1 đó thì trước cả Thúy Nga nữa. Đúng. Vậy khi mà bác thực hiện cuốn đó thì bác có cái tổn phí nó nhiều lắm không? Tại vì mình làm cây nhà lá vườn là không không có tốn phí nhiều. Ai là quay cuốn băng đó, người Mỹ hay người Việt Nam bác? Người Việt Nam Vậy hả? tức là chú Trấn tức là CNN làm báo bây giờ Chú là người giúp quay cái cuốn không số 1 cho đó. bác. Hình như cuốn không số 2 là có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Ngọc Lan đúng không? Đúng. Thì hình như là bác cũng là người phát hiện ra mà đưa lên video hay là như thế nào mà bác biết được của Ngọc Lan? Lúc đó là Ngọc Lan cũng mới 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 nổi nên bác nhờ Ngọc Lan hát một bài Bài đó bài gì thưa bác? bài gì thu của Bài Mưa Thu phải không? Đêm Thu đêm thôi. của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Đúng. Đó là xuất hiện lần đầu tiên của ca sĩ Ngọc Lan. Cái cuốn băng không số 2 đó là bác thực hiện năm mấy, tám mấy bác? 83. 83. Con nghe nói là cuốn băng không số 1 đó bác bán rất là chạy phải không? Đúng, đúng. Một lát nữa đi, sau một vài phút thương mại thì con nhờ bác nói thêm về cái cuốn băng không rất là thành công đó. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. Nhạc sĩ Trường Hải cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chương trình là Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nam ca nhạc sĩ Trường Hải. Thưa bác, như lúc nãy bác có nói là cuốn băng không mà cuốn băng đầu tiên đó, cái số lượng phát hành và thành công nó nhiều như thế nào, bác có thể cho khán giả được biết không? Lúc đó là bán khoảng 5 ngàn, Bao nhiêu bác? 5 ngàn, năm Năm, ngàn 50 ngàn hay 5 ngàn bác? 5 ngàn, 5 ngàn cuốn. 5 ngàn cũng là lớn lắm. Đúng rồi. Đó là giá 50 đồng. Một cuốn băng mà 50 đồng. Tại vì lúc đó cũng mới đó. Người ta cũng ở xa xa người ta cũng thích, tại vì mình làm cái chủ đề là khiêu vũ đó, người ta ở xa xa người ta mở ra người ta nhảy đầm để cái vui. Chắc quý vị nào mà qua hải ngoại thời gian đó chắc còn nhớ cuốn băng đó như là một cái nhạc tour vậy đó. Đúng rồi. Điệu nào cũng có hết. Bác là người chọn nhạc hay ai ạ? Và con cũng hỏi luôn là trước năm 75 đó là những cuốn băng nhạc Trường Hải đó, bác là người chọn bài hát hay là có một nhạc sĩ nào đề nghị với bác? Bác chọn. Bác chọn luôn. Và bác cũng chọn ca sĩ luôn. Hay quá. Và khi mà cái cuốn băng nhạc không số 1 đó rất là thành công thì bác làm cuốn số 2. Hình như con nghe nói cuốn số 2 thì lại không bằng cuốn đầu phải không? Đúng. Tại sao vậy bác? Tại lúc đó phim bộ phim tàu Hồng Kông nó lên quá nên là mọi người đổ xô coi phim bộ nên là sau đó bác nghỉ làm luôn. Vậy thì coi như là video thì bác ra được 2 cuốn thôi. Còn cassette thì bác ra được bao nhiêu cuốn? Cassette thì mười mười mấy Mười mấy cuốn. cuốn. À,
thì con thấy có một cuốn mà bác Song Ca với cô Giao Linh. Thì cô Giao Linh là cùng một thế hệ là bạn của bác hay sao mà bác lại? Bạn. Bác có những kỷ niệm gì với nữ ca sĩ Giao Linh? Giao Linh thì lúc đó là bác ở gần nhà. Giao Linh ở chỗ bác thì đường Nguyễn Kim đó. Chứ 75. Gần nhà. Quen thân với nhau. Và bác cũng giữ liên lạc tới khi mà qua tới hải ngoại này cũng thực hiện chung cái cuốn băng đó. Vậy thì trong cái thời gian mà bác ở hải ngoại này thực hiện mười mấy cuốn băng cassette không đó, thì cái lượng phát hành nó có như là cái cuốn băng không số 1 không? Những cái cuốn băng cassette đó. Thì tương đối rồi cũng khả quan. Tại vì lúc đó thì khi chưa có ai làm như là ca sĩ thì còn nhiều ca sĩ cũng tên tuổi là hát cho các cuốn băng của bác. Con có nghe một cái giai thoại này là bác cũng là một trong những người đã có công viết lại từng cái nốt nhạc và những lời ca, những cái tác phẩm của các nhạc sĩ khác, phải không? Đúng. Bác nói thêm về cái lúc cái đó. Lúc đó thì bác in sách. In sách nhạc. Sách nhạc. Bác mới viết ra từ bản nhạc, từ cassette ra. Là những cuốn băng đem từ trước 75 qua đó. Rồi sau đó thì nó thấy mệt quá. Với một lần 50 bài in thành sách á. Rồi bác mới 89-90 bác mới về Việt Nam, bác đi collect lại mua ra. Là coi như là những cái tờ nhạc này là bác phải đi về Việt Nam bác collect lại hết. Chứ cái lúc đầu thì cũng xin được nói thêm là nhạc sĩ Trường Hải, khi mà chúng ta cái thông tin còn rất là eo hẹp, chưa có internet, thì những cái bài hát như thế này, nhất là những năm đầu tị nạn đó, thì lại càng rất là hiếm. Đúng rồi. Thì đôi khi ca sĩ hát thì phải nhớ đâu thì hát đó, phải không bác? Hoặc là biết gì thì mình biên đại cái lời, đôi khi nó bị tam sao thất bổn đúng, để có lời ca. Đúng. Thì bác là người đã có công viết lại từng nốt nhạc và từng lời ca của các nhạc sĩ của Việt Nam. Đúng. Có ai phụ bác trong thời gian đó không? Không. Một mình bác thôi. Mình. Rồi bác in thành sách. Yeah. Quý vị thấy để ý là nhạc sĩ Trường Hải bên cạnh là ca nhạc sĩ rồi mà bác còn có cái kinh doanh trong đó. Business rất là giỏi. Mà bác đã rất là thành công trong cái vấn đề làm kinh doanh, đặc biệt là về băng nhạc hoặc là sách nhạc nữa. Con có được biết là bác có phát hành một cái sách nhạc gọi là Trường Hải, tác giả 122 ca khúc này. Cái này là bác in viết vào năm nào thưa bác? Bác in hình như là có để hình như khoảng năm 80 mấy bác ha. Quý vị nào bây giờ mà muốn mua những cái cuốn sách này thì sẽ liên lạc tới đâu để có được cái cuốn sách này thưa bác? Nhà sách nào ở Cali này còn có bán những cuốn sách nhạc này để người ta làm tư liệu? Hết rồi. Tại vì in một số ít. Bây giờ thì bác định in lại chung với những sáng tác sau này. Thành một tập khoảng 200 bài. Phải nói rằng là bác sáng tác tình ca, rồi sáng tác cho lính. Rồi bên cạnh đó thì bác còn có sáng tác nhạc đấu tranh. Mà lúc nãy bác nói. Là khoảng cụ thể năm nào bác sáng tác nhạc đấu tranh? Khoảng 2005. Cái động cơ gì mà lại giúp bác chuyển qua cái khuynh hướng đó? Tại vì thấy lúc đó thì mình thấy là cộng sản là nó tàn ác này kia, thì lại mình tức là mình đã đi thì tức là mình đã không bằng lòng với cái chế độ đó rồi, nên mình chống giấc nhạc. Thì đó là cái điều mà làm thôi thúc bác sáng tác những ca khúc đấu tranh. Thì bác có ra được những cuốn CD nào cho nhạc đấu tranh cho bác không? Có. Thì những cuốn nhạc đấu tranh đó cũng là một cái tài liệu để ghi nhận lại những cái dòng lịch sử của Việt Nam mình. Trong thời gian gần đây thì con có xem một cái chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Thì có được biết là sức khỏe của bác thì cũng không có khả quan cho lắm, không có khỏe như ngày xưa. Đúng. Dạ.
Bắt đầu là bác bệnh là vào năm nào ạ? Ba năm nay. 3 năm nay. Dạ. Yeah. Vậy thì đi lại nó cũng khó khăn cho bác nữa. Đúng. Dạ. Yeah. Vậy thì bác còn, mặc dù cái đôi chân còn bị yếu, thì bác như bác còn hát được không? Hát thì chắc cũng còn. Con được vào cái phòng này thì được biết là bác còn có một cái nghề nữa là nghề thâu âm, phòng thâu. Thì cái đó là bác đã học từ trước 75 hay là qua bên đây bác có mới có phòng thâu ạ? Thì qua bên đây mới có phương tiện để mình sắm sửa đồ đạc và kia. Ở Việt Nam thì lúc đó thì mình đi thâu phòng, thâu mướn. Và những cuốn ban nhạc của bác là ở hải ngoại này là bác thâu cho các ca sĩ và bác cũng là người hòa âm luôn. Đúng. Dạ. Yeah. Bây giờ những cái master đó bác có bán cho trung tâm nào không hay là bác vẫn giữ cho trung tâm Trường Hải của bác? Vẫn giữ. Dạ. Yeah. Như cái cuốn mà lúc nãy con có nói là cuốn Giao Linh Trường Hải đó, như bác có đem qua bên trung tâm Tú Quỳnh. Dạ. Thì những thép nhạc mà làm trước 75 như sau này thì bác bán cho Tú Quỳnh. Tú Quỳnh, những cái khung bằng đó. Rồi những bản nhạc đấu tranh thì chưa bán cho ai. Vậy thì bây giờ bác có sáng tác nào mới và bác cũng muốn giới thiệu với khán giả không? Có sáng tác nào bác ở nhà bác sáng tác không? Sáng tác mới phần nhiều là bây giờ nhạc đấu tranh thôi. Không có làm nhạc tình nữa. Tình ca nữa. Yeah. Mấy năm nay rồi? Khoảng 10 năm không bác? 5 năm. 5 năm. Yeah. Nếu bây giờ có một trung tâm mà đặt hàng bác viết một bài tình ca thì bác còn có thể sáng tác một bài tình ca không? Không. Giờ tại sao? Bác mới chấm dứt rồi. Thì hôm nay con sẽ cho khán giả nghe những cái bài hát về nhạc đấu tranh của bác. Vậy thì bây giờ những cái cuốn sách nhạc như thế này bây giờ nếu mà không còn nữa thì làm sao mà khán giả muốn sưu tập lại thì có thể gọi cho bác được không? Bác định in lại chung hết với gần 100 bài đấu tranh thành một tập. Đang lay out rồi. Trong cái thời gian mà đầu bác ra hải ngoại đó thì ngoài trung tâm Trường Hải thì còn có những trung tâm ban nhạc nào cùng thời với bác? Không, rồi bác một mình. Một mình thôi. Trước cả Thanh Lang luôn? Trước lâu. Wow. Rồi trước cả bên Làng Văn rồi Asia, Dạ Lan, Thúy Nga luôn? Trước luôn. Bác là người đầu tiên làm hải ngoại này. Vậy thì cái cách vận chuyển thời đó muốn qua mấy tiểu bang khác chắc khó khăn lắm. Khó khăn. Làm sao mà bác những người đồng hương mình ở các tiểu bang xa làm sao mua được những cuốn băng Trường Hải thời đó cho bác? Tại vì lúc đó bác cũng đi show đó. Rồi bác lấy địa chỉ các chợ, các nơi. Rồi bác liên lạc, bác gửi. Gửi băng cho người ta. Bác ơi, bây giờ còn vài giây phút cuối. Thì hôm nay con cảm ơn bác đã đến với chương trình. Mặc dù con biết sức khỏe của bác cũng không có cho phép bác ngồi ở đây lâu, nhưng mà qua những câu chuyện, qua những kỷ niệm xưa thì cũng giúp cho thế hệ của chúng con hiểu thêm về những tác phẩm của bác. Bây giờ còn vài lời cuối, xin bác có vài lời với khán giả. Kính thưa quý khán giả thân mến, hôm nay Trường Hải cũng có lời cảm ơn quý khán giả đã nuôi dưỡng Trường Hải bằng âm nhạc một đời. Trường Hải cũng xin cảm ơn Đức Mẹ đã cho Trường Hải những sáng tác. Không biết nói gì hả? Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ tinh thần và đã ủng hộ vật chất để Trường Hải sống một đời với âm nhạc. Cảm ơn. Xin cảm ơn bác thật là nhiều.
Và cùng với lời chào đó, con cũng xin kính chúc bác trong những ngày tới nhiều sức khỏe và mong được đón nhận thêm nhiều tác phẩm từ nơi bác. Và rất mong cái cuốn sách này được in lại để thế hệ chúng con được lưu giữ một chút gọi là nhạc sử trong nền tân nhạc Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình The Jimmy Show tuần sau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.